Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc tối hôm thứ Hai tuần này đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Theo thông tin của hãng thông tấn Reuters trước đó, từ ngày 7 tháng 5, tàu hướng Dương Hồng 10 được yểm trợ bởi hàng chục tàu Trung Quốc, gồm cả tàu hải cảnh và tàu dân quân biển đã vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thường xuyên đi qua các khu vực khai thác dầu khí do các công ty của Nga vận hành. Nhưng vào đêm hôm thứ Hai vừa qua, tàu khảo sát của Trung Quốc cùng với hơn nửa tá tàu hộ tống đã bắt đầu quay trở lại đảo Hải Nam và ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào giữa đêm. Theo như dữ liệu từ hệ thống theo dõi tàu thuyền, theo luật quốc tế, các tàu thuyền được phép di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác, nhưng tiến hành khảo sát khi chưa được cho phép là trái luật. Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông từ lâu đã đặt ra vấn đề cho các nước trong khu vực. Khi mà Bắc Kinh yêu sách hầu hết Biển Đông, trong đó bao gồm cả những vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, trước khi tàu khảo sát của Trung Quốc rời đi, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu tàu khảo sát của Trung Quốc và các tàu hộ tống của họ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của mình. Reuters nhấn mạnh rằng động thái này được đưa ra sau chuyến thăm Việt Nam của ông Dmitry Medvedev, một quan chức cấp cao của Nga. Theo ông Ray Powell, người đứng đầu dự án Mishu về Biển Đông của Đại học Stanford, vào lúc 3 giờ ngày thứ Ba theo giờ quốc tế, tàu khảo sát của Trung Quốc đã được thấy tiếp cận đảo Hải Nam. Các tàu kiểm ngư của Việt Nam đã quay về cảng sau khi tàu khảo sát Trung Quốc và các tàu hộ tống của họ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu Việt Nam, người đứng đầu Đại sứ quán Biển Đông, cảnh báo rằng Hải Nam không phải là cảng nhà của tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 và có thể nó quay trở lại hoạt động tiếp ở Biển Đông sau đó. Quý vị thân mến, như vậy là cuộc đối đầu trên biển kéo dài một tháng giữa nhóm tàu khảo sát Trung Quốc với các tàu thực thi pháp luật Việt Nam đã tạm thời kết thúc. Tàu khảo sát Trung Quốc rút về vì lý do gì? Do họ đã hoàn thành mục tiêu của hành động hay do cần quay về để bổ sung tiếp tế hay vì nguyên nhân là do các vận động chính trị, ngoại giao và thậm chí các quân sự ở bên trong? Những câu hỏi này thật khó để trả lời vì sự thiếu thốn các dữ liệu thông tin. Tuy nhiên, căng thẳng ở Biển Đông dự báo là vẫn tiếp tục. Hôm nay, Mỹ, Nhật và Philippines tổ chức diễn tập chung trên Biển Đông. Sự kiện này chắc chắn chọc tức Trung Quốc và thế nào Bắc Kinh cũng sẽ có những động thái trả đũa. Kính thưa quý vị, thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines có thể tăng sức ép với Trung Quốc. Mỹ sẽ tăng hiện diện quân sự ở Philippines khi sử dụng thêm 4 căn cứ theo thỏa thuận mới. Động thái này có thể tăng đáng kể sức ép với Trung Quốc. Lầu Năm Góc thông báo họ sẽ mở rộng hiện diện quân sự ở Philippines khi Manila cho phép lực lượng Mỹ sử dụng 4 căn cứ mới ở những vị trí chiến lược, đồng thời củng cố năng lực tại 5 căn cứ mà họ đang triển khai quân. Hiện chưa rõ những căn cứ mới của Mỹ sẽ được đặt tại đâu, nhưng hồi tháng 11 năm 2022, tướng Bartolome Vicente Baccaro, người khi đó là Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho hay Washington đã xác định 5 địa điểm tiềm năng để đặt căn cứ, gồm 2 ở Cagayan và 1 ở Palawan, 1 ở Zabalet và 1 ở Isabela. Cagayan và Isabela đều nằm ở miền Bắc Philippines, trong đó Cagayan nằm ở rất gần đảo Đài Loan. Trong khi đó, Palawan là tỉnh án ngữ khu vực Tây Nam Biển Đông. Giới chuyên gia đánh giá đây là một bước tiến lớn trong mục tiêu của Lầu Năm Góc nhằm ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiện diện mở rộng của Mỹ tại Philippines cũng có thể đóng vai trò ngăn chặn những động thái của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Đại tướng Mike Minihan, chỉ huy Bộ Tư lệnh Không vận Mỹ AMC, hồi cuối tháng 1 cảnh báo rằng xung đột Đài Loan có thể nổ ra vào năm 2025 khi cả hòn đảo và Mỹ đều tổ chức bầu lãnh đạo vào năm 2024. Tướng Minihan kêu gọi quân đội Mỹ chuẩn bị các năng lực cần thiết để đối phó với cuộc xung đột này. Mỹ gần đây đã tìm cách tiếp cận các địa điểm ở phía Bắc và phía Tây Philippines, trong đó có khu vực ở mũi phía Bắc của đảo Luzon, nằm ngay phía nam eo biển Đài Loan. Jeffrey Hormoon, nhà khoa học chính trị cấp cao tại tổ chức tư vấn Rand Corporation chuyên về chính sách đối ngoại và quốc phòng Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho hay, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc và đóng vai trò rất quan trọng về mặt chiến lược, đặc biệt nếu các căn cứ được đặt ở phía Bắc Luzon. Mỹ đã nhận ra rằng họ là đội khách, còn Trung Quốc là chủ nhà trong bất kỳ xung đột nào liên quan đến đảo Đài Loan, khiến họ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn can thiệp. Hồng Mùng nói,
họ đang cố gắng bù đắp những bất cập đó, thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Trung Quốc, vốn lâu nay luôn phản đối hiện diện quân sự của Washington ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh gọi việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hành động làm leo thang căng thẳng và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định của khu vực. Phu Kian Sao, nhà phân tích hàng không quân sự Trung Quốc, cho rằng các căn cứ mới của Mỹ có thể tiềm ẩn mối đe dọa lớn với Trung Quốc khi chúng nằm rất gần đảo Đài Loan cũng như Biển Đông. Nếu đó là những căn cứ cho phép quân đội Mỹ đồn trú lâu dài, chúng sẽ tác động lớn tới kế hoạch thống nhất Đài Loan bằng vũ lực của Trung Quốc cũng như hoạt động của họ trên Biển Đông, Phu nói. Chuyên gia Phu cho hay, sức ép có thể lớn hơn rất nhiều nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở các căn cứ mới tại Philippines. Tống Trung Bình, nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông, cho rằng việc Mỹ được tiếp cận các căn cứ trọng yếu như ở Palawan sẽ cho phép họ giám sát các hoạt động quân sự của máy bay, tàu chiến, tàu ngầm Trung Quốc trên Biển Đông và gần quần đảo Trường Sa. Theo ông Tống, nếu Mỹ đưa tên lửa tầm trung tới các căn cứ này, đó sẽ là thông điệp nhắm thẳng vào Trung Quốc. Tên lửa bố trí ở Palawan hoàn toàn có thể phong tỏa eo biển Ba Sĩ nằm giữa đảo cực bắc của Philippines với Đài Loan. Đây là cửa ngõ tàu chiến cỡ lớn của các nước thường sử dụng khi di chuyển từ Thái Bình Dương vào Biển Đông. Tuy nhiên, chuyên gia Hong Mong cảnh báo nếu một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc thực sự nổ ra liên quan đến đảo Đài Loan, không có gì đảm bảo Philippines sẽ là một bên tham gia. Người tiền nhiệm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos là ông Rodrigo Duterte có xu hướng xa rời Mỹ và ngả về Trung Quốc nhiều hơn. Manila đã là đồng minh của Washington trong hơn 7 thập kỷ, đóng vai trò một đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Philippines từng là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất bên ngoài lục địa Mỹ, nhưng nó đã bị đóng cửa vào những năm 1990, sau khi Quốc hội nước này từ chối gia hạn thỏa thuận. Quan hệ quốc phòng Mỹ-Philippines được tăng cường dưới thời ông Marcos. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Tổng thống Marcos trước khi đưa ra thông báo mở rộng hợp tác quân sự. Tại cuộc họp báo ở Manila, ông Austin tuyên bố cam kết mở rộng hiện diện quân sự là một thỏa thuận lớn cho thấy quan hệ đối tác bền vững giữa hai quốc gia. Mỹ và Philippines không chỉ là đồng minh, ông nói, chúng ta là gia đình. Hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines được tăng cường trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại nguy cơ Bắc Kinh phong tỏa hoặc có hành động quân sự chống lại Đài Loan. Hồi tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi đã tới đảo Đài Loan để thể hiện quan điểm ủng hộ hòn đảo, khiến Trung Quốc phản ứng bằng cách tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quân sự chưa từng có quanh hòn đảo. Mỹ công nhận nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng là bên cung cấp vũ khí lớn để hòn đảo tăng cường khả năng phòng vệ. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố mới đây mô tả Philippines là địa điểm tập kết khả thi cho các động thái can thiệp của Mỹ chống lại bất kỳ hành động nào từ Trung Quốc nhằm vào Đài Loan và Washington, sẽ không có chiến lược khả thi nào để ứng phó với Bắc Kinh nếu không nhận được sự hợp tác mạnh mẽ từ các đồng minh khu vực như Philippines và Nhật Bản. Hai nước này cũng rất quan trọng trong việc vạch ra phản ứng với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đảo Đài Loan. Các tác giả báo cáo viết, việc Mỹ tăng hiện diện quân sự cũng giúp ích đáng kể cho Philippines, quốc gia đang bị tụt hậu trong cuộc đua hiện đại hóa quân đội, giới chuyên gia đánh giá. Theo Jack Cooper, chuyên gia cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, tổ chức tư vấn chính sách của Washington, hiện diện của binh sĩ Mỹ còn có tác dụng trấn an và củng cố niềm tin cho đồng minh Philippines ở một mức độ nhất định. Làm thế nào bạn khiến đồng minh của mình yên tâm được nếu bạn không ở đó? Hiện diện của binh sĩ Mỹ như một lực lượng dự phòng là điều rất quan trọng, ông nói. Họ có thể cảm nhận và đánh giá những gì đang diễn ra xung quanh. Thưa quý vị, Cảnh sát biển Philippines thông báo đang thảo luận phương án tuần tra chung với tuần duyên Mỹ ở nhiều khu vực, trong đó có Biển Đông. Phát ngôn viên Cảnh sát biển Philippines Jay Terriala hôm nay cho biết các cuộc đàm phán giữa Manila và Washington đang tiến triển, thêm rằng khả năng lực lượng chấp pháp hai nước tuần tra chung trên các vùng biển quanh Philippines là khá cao. Quan chức PCG không cho biết chi tiết về quy mô và thời gian tổ chức tuần tra chung. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ủng hộ kế hoạch tuần tra chung giữa Hải quân Mỹ và Philippines. Điều này tạo điều kiện để PCG và tuần duyên Mỹ tuần tra chung. Có khả năng hoạt động này sẽ diễn ra ở Biển Đông nhằm hỗ trợ các chiến dịch tự do đi lại của chính phủ Mỹ, ông Tariela nói. Cựu phó tư lệnh Hải quân Philippines Romel Jutong nói rằng triển khai cảnh sát biển để tuần tra chung thay vì điều động Hải quân sẽ hạn chế nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng trong khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Lầu Năm Góc hồi đầu tháng cho biết Philippines đã cho phép Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự mới ngoài 5 căn cứ hiện có. Các căn cứ này nhiều khả năng sẽ nằm ở những khu vực chiến lược, trong đó có đảo Palawan, án ngữ khu vực Tây Nam Biển Đông. Mỹ và Philippines cũng đồng ý khởi động lại các cuộc tuần tra hàng hải chung ở Biển Đông để giúp giải quyết những thách thức an ninh. Các thỏa thuận được cho là sẽ tăng đáng kể sức ép với Trung Quốc. Quốc gia đơn phương vẽ ra đường chín đoạn để tuyên bố chủ quyền phi pháp với phần lớn diện tích Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế. Cảnh sát biển Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu công vụ của họ trên Biển Đông, khiến một số thủy thủ mù tạm thời. Cảnh sát biển Philippines PCG cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 đầu tuần trước chiếu tia laser màu xanh vào tàu công vụ BRP Malapascua của họ đang hoạt động cách bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 20 km. Quan chức PCG Jay Teriala cho biết, sau khi bị chiếu tia laser, thủy thủ đoàn trên tàu BRP Malapascua bị mù tạm thời trong khoảng 10-15 giây, song không rõ họ có bị ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài hay không. PCG lên án bất cứ hành động nào gây tổn hại và nguy hiểm cho mọi người. Tư lệnh PCG Artemio Abu nói, hồi tháng 6 năm 2022, Philippines cũng cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc rọi tia laser màu xanh vào tàu kéo BRP Habagat của PCG suốt 20 phút, khiến thủy thủ đoàn bị mù tạm thời và ngứa ngoài da. Hải quân Philippines năm 1999 cho ủi tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre lên bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sau đó, triển khai nhóm nhỏ binh sĩ đồn trú trái phép tại đây. Các binh sĩ này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, Trung Quốc thường duy trì một tàu hải cảnh gần bãi Cỏ Mây để giám sát hoạt động của tàu cá Philippines cũng như theo dõi nhiệm vụ tiếp tế cho BRP Sierra Madre. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!